Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum cho biết, hạt kiểm lâm huyện Đắk Hà đã họp kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm tập thể và các cá nhân liên quan vụ khai thác rừng trái phép tại tiểu khu 327 thuộc xã Đắk Pxi, huyện Đắk Hà. Vụ việc này được phát hiện khi cơ quan chức năng mở rộng điều tra một bãi tập kết gỗ lậu trong một mỏ khai thác cát gần đó. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum, để xảy ra mất rừng, Kiểm lâm địa bàn và Ủy ban Nhân dân xã Đắk Pxi phải chịu trách nhiệm trong vụ việc vì chưa kịp thời nắm bắt, nhận định tình hình, giám sát việc thực hiện tuần tra kiểm tra, phát hiện vi phạm của đơn vị chủ rừng là hộ gia đình và các lực lượng của xã. Tập thể lãnh đạo hạt kiểm lâm huyện Đắk Hà cần xem đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình lãnh đạo. Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Hữu Bát và Phạm Anh Thi là kiểm lâm địa bàn xã Đắk Pxi cũng đã nghiêm túc kiểm điểm, phê bình, rút kinh nghiệm. Trước đó, ngày 1 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kon Tum phát hiện trong bãi chứa cát của điểm mỏ khai thác cát sỏi 87 trên sông Đắk Pxi, đoạn qua thôn 7 xã Đắk Pxi có gỗ lậu. Mở rộng hiện trường điều tra thì cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện vụ khai thác rừng trái phép tại tiểu khu 327.